Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hướng dẫn Cuộc Sống. Thì ngày hôm nay Ri sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách để chúng ta tạo được một kênh YouTube và cách làm sao để chúng ta đăng video lên trên YouTube để cho tất cả mọi người xem và chia sẻ video hay cho tất cả mọi người. Và cùng khi đó thì chúng ta sẽ kiếm tiền từ YouTube như thế nào. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đầu tiên những bước cơ bản khi mà chúng ta tạo kênh YouTube và chúng ta đăng video lên để cho mọi người xem nha. Thì điều đầu tiên, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào YouTube. Thông thường thì khi các bạn xài YouTube thì các bạn sẽ thấy được một điều là chúng ta sẽ có một cái tài khoản Google để chúng ta đăng nhập. Thì thông thường các bạn bấm vào trên cái ô trên này, cái góc bên phía bên phải nè, góc trên nè, ta thấy cái ô, ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ có cái tài khoản Gmail của chúng ta. Thì ở đây mình có cái tài khoản Gmail của mình, nhưng mà mình cái TikTok này, mình cái Gmail này mình mới tạo, cho nên là mình chưa có đăng một video nào và chưa có làm gì hết, cho nên là mình đang tạo một cái Gmail này thử để cho các bạn xem thử để cách mình làm và cách làm sao để chúng ta đăng được video lên YouTube thôi. Thì ở đây mình có tạo sẵn một cái email rồi. Thì các bạn nào không có biết tạo email á, thì có gì comment bên dưới thì mình sẽ hướng dẫn cho cái cách để tạo email. Rồi bây giờ chúng ta khi có email rồi, chúng ta đăng nhập email của mình vào trong YouTube. Thì khi các bạn bấm vào dấu ba chấm á, cái mục tìm kiếm nè, này cái mục tròn tròn nè, có để chữ ri nè, bạn bấm vào đây ha. Đấy, trên góc bên tay phải, bên góc trên cùng bên tay phải đó. Trên cùng bên tay phải thì chúng ta sẽ thấy được chữ ri này. Thì video này mình sẽ hướng dẫn từ từ cho các bạn nha. Cho nên là các bạn nào mà biết rồi thì các bạn có thể tua qua video. Tại vì mình hướng dẫn cho người mới, cho đôi khi là các bạn mới không có biết gì hết. Thì các bạn ấy cần phải chỉ một cách chi tiết hơn, chứ không có thể lướt lướt được. Thì sau khi chúng ta bấm vào email của mình rồi, các bạn thấy ở đây là chữ quản lý tài khoản Google. Đấy à. Rồi ở bên dưới cái chữ màu xanh quản lý tài khoản Google này nè, thì sẽ có một cái chữ kênh của bạn. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút kênh của bạn này, bấm vào đây. Thì sau khi mọi người mà bấm vào kênh của bạn rồi, thì mọi người sẽ đặt cái ảnh ha. Đặt cái ảnh YouTube á, yêu cầu mình đặt cái ảnh đại diện nè. Thì chúng ta sẽ đặt cái ảnh đại diện lên đây đó. Ví dụ như ở đây mình bấm chụp đại một tấm ảnh ở đó để chúng ta cài ảnh đại diện nha. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào nút xanh xanh này nè đó, mọi người bấm vào đây. Xong rồi mọi người bấm chữ chụp ảnh mới hoặc là chọn từ thư viện. Nếu mà các bạn chọn từ thư viện thì cái hình nào đẹp của mình thì mình up lên. Còn ở đây mình thư viện mình không có ảnh cho nên mình demo đi. Mình chụp một cái này để mình để lên. Thì bấm vào nút chụp ảnh. Đấy. Thì mình sẽ chụp cái này nha. Để mình để lên làm ảnh đại diện. Đấy. Rồi. Sau khi mà chỉnh sửa ok tất cả các thứ rồi thì chúng ta bấm ok. Nên tới rồi chúng ta kéo nè, kéo để chọn cái vị trí nào đẹp nhất hoặc là thu phóng nhỏ lớn nè. Ví dụ như mình đây cần chỉnh cho nó vừa. Đây là cái mẫu nha các bạn, thì các bạn kênh YouTube của mình thì mình để hình gì đó tùy thích các bạn. Rồi sau chúng ta bấm lưu, nút lưu trên đây nè mọi người. Lưu góc trên cùng bên tay phải nha, bấm lưu. Rồi sau khi mọi người đặt ảnh đại diện xong rồi thì chúng ta gồm có cái tên của cái kênh mình. Tên của cái kênh mình thì ở đây cái tên của mình, ví dụ như mình là kênh hướng dẫn cuộc sống thì mình sẽ ghi là hướng dẫn cuộc sống 2, ghi số 2 đi. Ở kênh mình hiện tại là kênh hướng dẫn cuộc sống, mà ví dụ như đây là kênh 2 đi thì mình ghi số 2. Rồi bấm lưu. Đây, sau khi lưu xong rồi thì mọi người sẽ nhìn ở đây, vị trí này mọi người sẽ thấy được chữ tạo kênh. Thì mọi người sẽ bấm vào đây để tạo một cái kênh YouTube cho mình, kênh riêng cho mình. Mọi người bấm vào nút tạo kênh. Rồi
thì YouTube nó sẽ tạo cho chúng ta được một cái kênh YouTube này, giống như mọi người đang thấy nè. Hiện tại nè, hình đại diện thì nó chưa cập nhật nha, cho nên là có thể là mất nè. Đây là mình vuốt xuống để cho nó cập nhật á, thì đã cập nhật được rồi. Thì xong, sau khi mình tạo kênh YouTube rồi thì hướng dẫn cuộc sống này, mình có chụp một cái giá đỡ điện thoại cho các bạn xem đỡ. Rồi thì tiếp tục để chúng ta đăng video như thế nào, thì trước khi hướng dẫn mọi người cái cách đăng video thì mình sẽ nói sơ sơ qua về những cái gì ở trong kênh này để cho các bạn chưa biết thì chúng ta biết thêm kiến thức nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có trang chủ. Trang chủ chúng ta chưa có video nào thì nó sẽ không hiện lên video. Sau này chúng ta đăng nhiều video thì nó sẽ hiện video lên nha. Cho nên là mọi người sẽ chưa thấy video nào trên này hết. Rồi tiếp tục thì mọi người sẽ thấy bên phần video nè. Mọi người bấm vào đây thì cũng chưa có video nào luôn. Nó để là tạo video. Rồi danh sách phát thì mọi người sau này sẽ là một cái nơi để cho mọi người gom tổng hợp những cái danh sách phát, những cái video mà nó về chủ đề đó. Ví dụ như mình đang làm về ẩm thực nha. Ví dụ như mình ẩm thực thì các bạn tổng hợp tất cả những cái video về ẩm thực cho bạn cho vào danh sách phát. Đó, tạo danh sách phát thì nó sẽ vô chung một chỗ, thì khi chúng ta xem á thì nó sẽ không bị nhảy lung tung, nó chỉ là đúng một cái danh sách của những cái video mình chọn ra thôi. Rồi tiếp tục tới kênh. Nè, kênh tức là cái kênh kênh của mình á, hiện tại là mình chỉ có một kênh này. Kênh này thôi, cho nên là mình chưa có kênh nào, nó chưa hiện lên. Sau này mình có nhiều kênh thì nó sẽ hiện lên đây. Có phần giới thiệu kênh thì đây nè, giống như hôm nay là mình tham gia ngày 19 tháng 4 năm 2022. Đó. Thì mọi người sẽ thấy cái ngày tham gia của chúng ta là ngày này. Còn cái này là cái trang cái link để chúng ta vào cái trang YouTube, cái kênh của mình. Đó, hiện tại giới thiệu thì chưa để thông tin gì hết. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục vào phần đăng video để cho mọi người xem cách đăng video mà như nào. Rồi, đây là xong hết sơ bộ về kênh chúng ta rồi. Chúng ta trở về vị trí là trang chủ hoặc là trên video. Nè mọi người thấy nè, video. Trang chủ hoặc video gì cũng được. Thì mọi người sẽ bấm tạo video hoặc chữ tạo video ở đây nè. Hoặc là mọi người có thể bấm vô nút vô cộng này. Nếu như mà sau này có video sẵn rồi thì mọi người có thể bấm vô nút vô cộng này để tạo video. Thì ở đây nó có hai cái cách tạo video, một là video ngắn, video short nè, mọi người thấy. Nhưng mà thông thường mọi người muốn chia sẻ thì mọi người chia sẻ video dài không à. Cho nên mọi người hãy bấm vào dấu cộng đây. Đây. Thì ở đây là hiện video ngắn, là tạo video ngắn. Nhưng mà ở đây mình tạo video dài. Thì mình sẽ bấm chữ tải lên video, tải video lên. Đây, chân giữa nè. Còn nếu mà các bạn muốn phát trực tiếp á, thì đạt đủ điều kiện của YouTube thì mọi người hãy bấm phát trực tiếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm tải video lên. Đây, ở đây. Mọi người sẽ bấm tải video. Rồi thì ở đây mình sẽ có, sau khi mình bấm tải video thì lên đây nó sẽ có một cái danh sách ở trong cái album, trong cái thẻ, trong cái bộ nhớ của cái điện thoại của các bạn. Thì mọi người sẽ chọn ra một video để chúng ta up lên trên YouTube. Thì ở đây ví dụ mình đang chọn cái video này. Đó, xong rồi á, chọn video này. Thì tiếp tục chúng ta sẽ bấm vào chữ tiếp theo để chúng ta đăng video. Thì mọi người bấm tiếp theo. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được một bảng nó hiện ra, gồm có cái tên kênh của mình và cái video mình định đăng. Rồi nó để cái mục này là mục tạo tiêu đề nè, là cái tiêu đề là tức là một cái dòng chữ lớn, là chúng ta khi mà các bạn nhìn thấy một cái video nào đó trên YouTube á, thì mọi người sẽ thấy là cái chữ mà màu đen mà đậm á, cái chữ lớn á, đó là tiêu đề này nè. Thì ví dụ như ở đây mình ghi là hướng dẫn cuộc sống video test up YouTube. Đấy. Thì mình đặt trường hợp là mình đang ghi một cái tiêu đề như thế này. Đấy. Còn tiếp theo, cái mọi người xuống phần dưới nè, mọi người sẽ thấy cái phần mô tả.
mô tả nha, tức là mô tả video của mình á. Ví dụ video của mình nói về một cái vấn đề gì đó, ví dụ như một cái tin tức gì đó, thì mọi người ghi thông tin cái tin tức ở dưới. Nếu mà trường hợp mọi người chưa, các bạn nào mà chưa, khán giả mà chưa có bấm vào xem á, thì có thể là người ta nhìn cái chữ đó, người ta đọc được cái phần mô tả video đó, người ta cũng biết được một điều là video đó nói về cái gì ha, trước khi mà người ta bấm vào xem. Thì nếu mà mình ghi càng hay, càng đúng với cái video đó thì mọi người bấm vào xem tỷ lệ cao hơn. Thì ở đây á, mình sẽ ghi mô tả video. Ví dụ như cách để up video lên YouTube. Đó. Rồi những cái thông tin ở bên dưới nữa, có thể là mình ghi số điện thoại của mình. Nếu mà các bạn kinh doanh hay các bạn làm gì đó thì mọi người sẽ số điện thoại vô. Còn không thì mình địa chỉ hoặc là web nè. Web hoặc là email, thì tùy theo mọi người có thể ghi được nhiều thứ nha. Thì ví dụ như giống như có nhiều người mình tân hay ghi là bản quyền thuộc về video của kênh Hướng Dẫn Cuộc Sống như vậy. Đó, ví dụ như kênh bạn là cái gì thì bạn ghi không được re-up, không được làm lại video của tôi, tại vì video của tôi là thuộc bản quyền của gì đó, thì các bạn ghi vào đây. Đấy, có thể ba chấm, các bạn ghi rất là nhiều thứ cho đây ha. Rồi có tới 5.000 ký tự chúng ta ghi. Thì sau khi các bạn ghi mô tả video rồi, các bạn sẽ thoát ra trở về. Ở cái phần phía dưới nữa nè, thì mọi người sẽ thấy cái phần chế độ hiển thị. Chế độ hiển thị thì chúng ta có thể làm riêng tư, nếu mà các bạn chưa muốn video này đăng lên YouTube liền trong lúc này thì bạn để riêng tư. Còn không á, thì các bạn nè, ở đây để có để là công khai. Đó, thì khi mà các bạn tích vào công khai thì khi mà đăng lên thì video sẽ công khai liền ha. Còn nếu mà các bạn đặt ở chế độ công chiếu á, thì nó sẽ lên lịch nữa. Ví dụ như các bạn chọn là 7 giờ chiều hay 7 giờ tối gì đó ha, 7 giờ tối đi. Ví dụ như 7 giờ tối chúng ta đăng video lên thì các bạn sẽ thiết lập lịch ở trên này, nếu chữ lên lịch nè, đó thì nó sẽ lên lịch là ví dụ như ngày nào đó. Ví dụ như ở đây mình chọn ngày 20 đi ha, lên lịch vào lúc 7 giờ đi, 7 giờ sáng. Mọi người nhớ nha, nhớ cái cài đặt giờ á, thì khi chúng ta cài đặt giờ mọi người nên nắm rõ là mình đang cài đặt là mấy giờ sáng, về mấy giờ. Ví dụ như 7 giờ sáng thì mình ghi 7 giờ sáng, còn 7 giờ chiều thì mình ghi 7 giờ tối hay 7 giờ chiều đó. Mình xuống hàng dưới nè, PM nè, ở trên là AM đó. Mọi người nên chọn là ban ngày thì mọi người nhớ là AM, một ban đêm buổi tối á, thì mọi người nhớ là PM. Ví dụ như từ 1 giờ tới 12 giờ đêm là PM nha. Còn từ 1 giờ sáng á mà tới 12 giờ trưa là nó là AM nha mọi người. Đó, mọi người nhớ vậy để mọi người đặt cho nó dễ. Rồi, ok, đặt phần đặt giờ thì cái này là lịch công chiếu. Nhưng mà bây giờ thay vì mình muốn up liền video lên thì chúng ta không có lên lịch, mà chúng ta cho xuất bản ngay, tắt này đi, ta để chỉ công khai thôi. Hoặc là không công khai thì tùy cho các bạn. Không công khai á thì các bạn có thể chia sẻ được. Không công khai này á, ví dụ như không công khai này nè, bạn up video lên rồi, các bạn có thể chia sẻ cái đường link cho bạn bè, mà bạn bè mình xem được thôi, người nào mà có đường link đó thì xem được. Còn riêng tư là chỉ những người bạn chọn mới có thể xem, thấy chưa? Chỉ những người bạn chọn mới có thể xem. Cho nên là cái video mà riêng tư á thì sẽ được một mình xem thôi. Đó. Cho nên là bình thường mọi người muốn xem mà cho nhiều người xem, mọi người nhớ để ý vấn đề này, mọi người nên để công khai cho mình nha, công khai. Rồi, ok, xong cái phần này thì chúng ta sẽ trở ra, chúng ta sẽ tiếp tục tới cái phần vị trí. Thì thông thường nó sẽ định vị vị trí của mình, hoặc là nó muốn mình ghi vị trí, nhưng mà thông thường thì các bạn thích thì ghi, các bạn thích thì để vị trí, còn không thôi nha. Rồi tiếp theo là thêm vào danh sách phát. Ví dụ video này các bạn muốn nó nằm ở trong danh sách phát nào thì mọi người sẽ ghi vào tạo danh sách phát mới để chúng ta thêm vào.
Thì cái này thì mình có thể hướng dẫn các bạn sau. Bây giờ chúng ta cơ bản là chúng ta đăng video đi để cho các bạn hiểu thêm nha. Rồi sau khi các bạn thiết lập này xong hết rồi, các bạn sẽ bấm tiếp theo ở trên này. Đấy. Rồi, YouTube sẽ hỏi mình là video này có dành cho trẻ em hay không. Thì mọi người sẽ nhắm cái video của mình có dành cho trẻ em hay không. Ví dụ như video này của mình thì là một cái video hát vui, nói chung là video trên TikTok vui thôi. Thì chúng ta sẽ để là có nội dung dành cho trẻ em. Nhưng mà thông thường thì các bạn YouTuber mà muốn kiếm tiền thì tất cả mọi người đều để là không, hay không phải là nội dung mình cho trẻ em thì mới kiếm được tiền nha. Mới kiếm được tiền nhiều. Còn nếu mà để dành cho trẻ em thì có thể là mọi người kiếm được tiền cái lợi ích và thậm chí là không có kiếm tiền được. Tại vì video dành cho con nít mà quảng cáo không có kiếm được tiền á. Cho nên là thông thường thì mọi người đăng lên thì mọi người cứ để là không, đây không phải nội dung mình cho trẻ em là được. Và mọi người tải video lên ở phía dưới. Xong chúng ta chờ nè, bên cái mục bên dưới nè, mọi người thấy nào. Đấy. Cái chỗ dưới thư viện nè. Thì nó sẽ để là video đang tải lên. Ví dụ ở đây. Đây. Mọi người thấy không? Video đang tải lên. Thì trong lúc này mọi người sẽ chờ đến khi nào mà video của mình tải lên xong thì lúc đó mọi người sẽ xem được video. Thì ở đây chúng ta sẽ vào phần video của bạn nè, hoặc là quản lý video, chúng ta sẽ thấy được video này. Nè, ví dụ như sau khi tải xong rồi đi, chúng ta mới bấm vào được. Nhưng mà đặt trường hợp các bạn tải video mà có bị sai á, thì các bạn ngay lúc này các bạn bấm vào nút ba chấm nè, ba chấm ở dưới nè, bấm vào đây thì các bạn có thể là xóa được video này luôn, xóa được video đang tải lên. Ví dụ chúng ta tải lộn á thì chúng ta xóa được. Rồi thì sau khi mà tải xong rồi, để chữ là đã bắt đầu xử lý đó, thì ngay lúc này thì mọi người chưa bấm vào được đâu nha, đến khi nào nó tải xong thì mới được. Rồi thì sau khi các bạn mà xử lý xong video nè, đó nó sẽ để là đã tải lên xong và để là 14 giây trước nè. Mọi người vuốt thì có thể là thấy được cái thời gian mà bao nhiêu giây trước ta đăng lên và không được xem, không người like, không người bình luận ha. Nó phải hiển thị cái trái đất như thế này nè mọi người, cái vòng tròn nè, thì mọi người mới đó mới là chế độ công khai nha. Rồi khi mà tải lên xong rồi mọi người sẽ bấm vào xem, mọi người sẽ bấm vào đây để xem. Đấy, ok chưa? Đó thì chúng ta đã xem được cái video mình tải trên YouTube rồi. Rồi thì ngày hôm nay mình đã hướng dẫn xong cho tất cả mọi người cái cách để chúng ta tạo kênh YouTube và đăng video lên như thế nào rồi. Thì nếu các bạn thấy video hữu ích và hay á, thì nhớ cho mình một like, chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết với mình. Và nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất từ kênh Hướng Dẫn Cuộc Sống. Rồi chúc tất cả mọi người thành công nha. Các bạn có thể xem thêm video ở trên màn hình của kênh Hướng Dẫn Cuộc Sống và đăng ký kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.